Hôm nay ta sẽ vào thành phố đồ chơi để phá hủy chiếc xe đồ chơi. Ta đã tìm thấy chiếc xe đồ chơi rồi, sẽ phá hủy hôm nay. Xin chào các bạn. Hôm nay mình vừa nhận được tin là có quái vật phá hủy những chiếc xe đồ chơi. Nhiệm vụ của mình hôm nay là đi tìm kiếm và đem những chiếc xe bị phá hủy về để sửa chữa nha các bạn. Đi thôi, let's go. Các bạn ơi, đây là mình đã thấy mấy chiếc xe bị lật rồi nè các bạn. Ở đây mình thấy có chiếc xe tải ben khổng lồ luôn. Bên trong mình có thể chở đồ được luôn nha các bạn. Xe rất là to luôn các bạn ơi. Rồi mình đem về mình chở khác nha các bạn ơi. Mình sửa nha. Ở đây mình thấy có chiếc xe bồn nữa nè các bạn. Xe bồn màu đỏ xám, bên trong mình có thể chứa nước được luôn. Rồi đem về sửa luôn nha. Còn xe này là xe ô tô cần cẩu nè các bạn. Đây cần cẩu đó mình có thể xây ra đằng sau mình múc khác được nè. Rồi mình đem về mình sửa chữa rồi mình xúc khác mình chơi nha. Còn xe này là xe cần cẩu nè các bạn. Nó chứa có đầu vịt rất là dễ thương luôn. Cute mai que nha. Ý, ở đây còn một chiếc xe bị lật nữa nè mấy bạn ơi. À, chiếc xe tải màu đỏ mấy bạn ơi. Có hai cái ghế ngồi đằng trước nha. Rồi đem hết về để mình sửa chữa nha mấy bạn. Ở đây có hai chiếc xe bị lật nữa nè mấy bạn ơi. Chiếc xe tải rất bự nè các bạn. Xe tải này á, bên trong mình có thể chứa được rất là nhiều đồ luôn. Đằng trước có hai cái ghế ngồi nè các bạn. Xe này rất là đẹp luôn nha. Ồ, có biển số nữa, xịn sò quá mấy bạn ơi. Còn xe này là xe chở trái cây nè các bạn. Cái hùng chở trái cây nó bị lật nè. Để mình mở cái hùng này ra ra xem bên trong nó có chứa trái cây gì nha mấy bạn. Nó cứng quá mấy bạn ơi. Và cuối cùng mình cũng đã mở ra được rồi nè. Bên trong nó mình thấy là có quả bắp ngô màu vàng, rồi quả dâu tây màu đỏ, quả chanh màu xanh nữa mấy bạn ơi. Có 3 quả trái cây nha. Rồi mình đẩy hùng lại nha để mình chở đến đi không bị đổ này nha các bạn. Chiếc xe tải màu xe container màu xanh rất là đẹp luôn nha mấy bạn ơi. Rồi đem về nhà nha, đem về nhà mà sửa nha các bạn. Ơi, ở đây mình tìm thấy có rất là nhiều chiếc xe bị lật luôn nè các bạn ơi. Ôi, có vật này phá hủy rất là nhiều đồ chơi luôn các bạn. Ở đây á, mình thấy có chiếc xe hang nữa bạn. Xe hang màu xanh hồng. Xe này mình đem về mình xúc đất nha các bạn. Ở đây lại có một chiếc xe container màu vàng xanh nữa các bạn. Siêu to khổng lồ 6 bánh luôn nha mấy bạn ơi. Nó có biển số là 98362 các bạn. Xe này xịn quá mấy bạn ơi. Còn đây là chiếc xe tải ben nè. Xe tải ben 6 bánh các bạn. Màu xanh lá. Bên trong mình có thể chứa được rất là nhiều đồ bên trong luôn nha các bạn. Wow, wow, hết quá các bạn ơi. Có biển số là 32659. Rồi, đem hết về nhà nha. Ở đây mình còn tìm mấy chiếc xe tải màu vàng nữa nè các bạn. Xe này kiểu dáng rất là đẹp luôn. Kiểu dáng mới lạ nha các bạn. Xe mới nhất luôn nha, kiểu mới bây giờ nha các bạn. Rồi, đem về hết để sửa chữa nha. Ở đây lại là có một chiếc xe tải nữa nè. Xe tải màu cam xanh. Nó có kèn nữa mấy bạn ơi. Rồi đem hết về nhà sửa chữa nha. Mình đã xong nhiệm vụ rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.